Chào các con, hôm nay cô trò mình sẽ đến với một tác phẩm truyện hiện đại vô cùng là hay và lý thú. Bởi vì trong chương trình ngữ văn lớp 7, có lẽ các con đã được học những văn bản nghị luận trong giai đoạn đầu của kỳ 2. Các con cũng đã được đến với rất nhiều những văn bản tiếp theo thú vị rồi. Tuy nhiên là Sóng Chiết Mọc Bay được coi là bông hoa đầu mùa của nền truyện ngắn Việt Nam hiện đại. Tại sao chúng ta lại coi như vậy? Và chắc hẳn là chủ đề giá trị tư tưởng của tác phẩm sẽ có điều gì cần chú ý đúng không nào? Bây giờ cô trò mình sẽ vào nội dung của văn bản. Các con sẽ cùng với cô đi tìm hiểu về văn bản Sóng Chiết Mọc Bay nhé. Các bạn ghi bài. Đối với Sóng Chiết Mọc Bay của Phạm Duy Tốn, nội dung đầu tiên các con sẽ đi tìm hiểu về cô, đó chính là phần 1 La Mã, đọc và tìm hiểu chung. Các bạn vào phần 1 La Mã. Và phần 1 nhỏ các bạn sẽ đi tìm hiểu trước tiên, đó chính là về tác giả. Về tác giả con lưu ý cho cô Phạm Duy Tốn. Sinh năm 1883. Mất năm 1924. Về thông tin tác giả Phạm Duy Tốn các con cũng có thể xem cho cô ở sách giáo khoa phần chú thích. Đấy là một số những thông tin cô nghĩ rằng cũng tương đối là hoàn chỉnh rồi. Bây giờ chúng ta sẽ được cô giới thiệu kỹ hơn về tác giả này. Cô mời các con theo dõi lên trên màn hình nhé. Các con thấy đây là chính là bức chân dung của nhà văn Phạm Duy Tốn. Về tác giả Phạm Duy Tốn, các con lưu ý cho cô những đặc điểm sau đây. Thứ nhất là ông sử dụng rất nhiều các bút bút danh, ví dụ như là Ưu Thời Mẫn, Đông Phương Sa Sóc hay là Thọ An. Phạm Duy Tốn sinh năm 1883 tại phố Hàng Dầu, Hà Nội, nguyên quán tại làng Phụng Vũ, huyện Thường Tín, Hà Đông, nay là Hà Nội. Phạm Duy Tốn làm thông ngôn tại Tòa Thống sứ Bắc Kỳ, sau đó thì ông chuyên viết văn, làm báo, từng viết các báo chí Đại Việt Tân Báo hay là Đăng Cổ Tùng Báo vân vân. Và ông mất năm 1924. Phạm Duy Tốn có nhiều tác phẩm tiêu biểu, ví dụ như là Bực Bình năm 1914, Sóng Chiết Mọc Bay được viết năm 1918 và Con Người Sở Khanh được viết năm 1919. Chúng ta chuyển tiếp sang phần tác giả. Cô muốn chốt lại hai cái nội dung chính về tác giả Phạm Duy Tốn để các con dễ theo dõi. Khi chúng ta nhắc tới Phạm Duy Tốn là chúng ta nhắc tới một cây bút viết truyện ngắn xuất sắc nhất những năm đầu thế kỷ 20 ở Việt Nam. Và thứ hai là câu chuyện Sóng Chiết Mọc Bay viết năm 1918 được coi là tác phẩm thành công nhất của ông. Chúng ta chốt lại cho cô thông tin về tác giả. Tác giả Phạm Duy Tốn là cây bút viết truyện ngắn. Xuất sắc nhất những năm đầu thế kỷ 20. Ở Việt Nam. Và Sóng Chiết Mọc Bay được coi là tác phẩm thành công nhất của ông. Bây giờ chúng mình chuyển tiếp sang nội dung thứ hai. Chúng ta tìm hiểu về thông tin tác phẩm. Các con đến với phần hai nhỏ. Hai nhỏ đó là về tác phẩm. Các con biết rằng là Sóng Chiết Mọc Bay được coi là bông hoa đầu mùa của truyện ngắn Việt Nam hiện đại. Bởi vì đây là một câu chuyện mở đầu cho những thành tựu về truyện ngắn của văn học Việt Nam trong giai đoạn này.
Sau tác giả Phạm Chi Tốn có rất nhiều những tác phẩm, những tác giả khác đã thành công. Ví dụ như các bạn có thể thấy là Nguyễn Tố hay là nhà văn Nam Cao. Tuy nhiên là sự mở đầu của nhà văn Nguyễn Tố được coi là một trong những sự mở đầu rất thành công, bởi vì nó gợi dẫn chúng ta đến với một đề tài rất là mới, nhưng cách thể hiện thì con thấy rằng cũng thể có một cái quan điểm sáng tác của nhà văn cũng rất là cụ thể. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển tiếp sang phần nội dung mới. Các bạn sẽ đến với cô qua phần đầu tiên, đó là đọc và tóm tắt văn bản. Các bạn vào phần A nhỏ, đọc và tóm tắt văn bản. Về phần đọc văn bản thì cô muốn các con có thể đọc ở nhà. Chúng ta sẽ đến lớp, các con cũng có thể là tìm hiểu thêm và sẽ được các thầy cô hướng dẫn về cách đọc sau. Tuy nhiên, ở đây thì cô muốn nhấn mạnh với các con cái phần tiếp theo của phần đọc, đó là tóm tắt. Bởi vì khi chúng ta đọc một câu chuyện, các con phải hiểu về cốt truyện, chúng ta hiểu về nội dung, thì khi con phân tích nhân vật, các con mới hiểu được những gì mà tác giả nói. Về câu chuyện này thì nội dung cô tóm tắt như sau. Câu chuyện xây dựng một tình huống chuyện độc đáo, được đặt trong một sự đối lập gay gắt. Một bên là tình cảnh nguy khốn của nhân dân, trời thì mưa dồn dập, nước sông Nhị Hà dâng cao, hai ba đoạn đê đã thẩm lậu, hàng trăm con người đang ra sức chống chọi với cơn lũ rất khẩn trương và vất vả. Trong khi đó thì quan phụ mẫu có trách nhiệm thúc dân hộ đê lại tỏ thái độ thờ ơ và vô trách nhiệm, không nhìn ngó gì đến, chỉ say sưa với những ván bài. Khi có người báo tin đê vỡ, quan vẫn không ngừng chơi bài, quát nạt, dọa dẫm, đuổi người báo tin ra ngoài và tiếp tục ván bài cho đến lúc ủ to. Như vậy là trong câu chuyện này, các con thấy rằng là tác giả Phạm Duy Tốn đã xây dựng hai tính nhân vật. Một là tính nhân vật của người dân đi hộ đê và một phần là tính nhân vật của quan phụ mẫu đại diện cho tầng lớp thống trị. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu với cô tiếp ở phần nội dung thứ hai, đó là các con chuyển sang phần về tác phẩm với đề tài. Chúng ta B, đề tài. Đề tài ở đây là nói về việc đi gì ạ? Đi hộ đê. Các con biết rằng là đường bờ biển của Việt Nam tương đối là dài. Và với đường bờ biển này thì hàng năm chúng ta đón nhận khoảng từ 15 đến 17 cơn bão. Và với việc chúng ta nắm chắc được cái vị trí địa lý, các con sẽ thấy rằng là cái nội dung phản ánh của nhà văn trong câu chuyện này tương đối là rõ ràng. Và hàng năm thì các con thấy rằng công việc hộ đê đó cũng là một công việc thường xuyên của người dân lao động, đặc biệt là đối với những người nông dân, bởi vì là đó là công việc liên quan đến sinh mệnh của họ, cuộc sống của họ. Và cái vị trí của người quan ấy, của viên quan đi thúc dân hộ đê cũng có một vai trò và quan trọng không kém. Nhưng mà đối với cách xây dựng chuyện của Phạm Duy Tốn ở đây, các con thấy được là sự thờ ơ vô trách nhiệm của một viên quan đã dẫn tới một cậu cái hậu quả vô cùng là nghiêm trọng. Nhưng chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp với cô. Các con chuyển sang phần nội dung thứ hai. Các bạn có thể nhìn kỹ hơn bản đồ của Hà Nội cổ. Và bên này là bản đồ của Việt Nam chúng ta với cái đường bờ biển dài như cô đã nhấn mạnh từ phía trước. Rồi các con chuyển tiếp sang một số hình ảnh. Đây là một số hình ảnh ngập lụt chụp từ trên cao. Các bạn thấy rằng là khi mà ngập lụt sẽ gây ra một cái hậu quả khôn lường, ảnh hưởng tới rất nhiều đời sống của nhân dân lao động. Các bạn chuyển sang phần C, đó là chúng ta tìm hiểu về tuyến nhân vật. Về tuyến nhân vật thì ở đây các con chú ý cho cô có hai tuyến nhân vật như cô nói từ ban đầu. Một là quan hộ đê. Và thứ hai đó chính là người dân hộ đê. Bây giờ chúng mình chuyển tiếp sang phần nội dung về bố cục. Đối với câu chuyện này, các con cũng có thể chia ra làm 3 đoạn hoặc là 4 đoạn. Theo cô, chúng ta nên chia làm 3 đoạn thôi. Đoạn 1 nội dung như sau, đó là nói về nguy cơ vỡ đê và sự chống đỡ của người dân. Đoạn 2 đó là cảnh quan phủ cùng nhân lại đánh tổ tôm trong khi đi hộ đê. Đoạn 3 sẽ là cảnh đê vỡ, muôn sầu, nhìn thảm. Chúng ta chuyển sang phần D. Bố cục. Chia làm 3 đoạn.
và nội dung cụ thể từng đoạn các con có thể xem trên màn hình để ghi bài vào vở nhé. Bây giờ cô chuyển sang phần đọc hiểu văn bản.